Paul, this is this chop, chop me now. Oh, they wrap this in banana leaves. Beautiful. It's a naturally, yeah. This is oh, good tradition. So this is a bottom bong. I never tried this kind of food. I'm very happy that my friend takes me here to test this delicious food and well-known food. To taste this delicious food. Oh, beautifully wrapped. Đây hàng nhưng mà muốn thơi chân đây này, tôi nhảy cả muốn hàng những bên thơi chân này. Làm hàng lắm á. Đó là môi, trồng phơi môi này. Đó, đẹp cái tiên, bây giờ khang tiêu phẩm lắm. Hàng này nè. Thế sao mà tiêu Lâu nhất một vài lập kế nha. Ồ, nghe nè cái phở cái nhà cái phở thon á. Chị kia phở lập thon là lỏ. Delicious. It smells delicious to me. So I'm waiting. I can't wait to taste this. Oh. Whoop. Bunches of plates. It means that many customers are coming out. Chăng chăng khỏi khỏi là cái bộ lơ. Chăng 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 chă
This is 30 years old already, and she speaks very good tradition of the local people here in Nakhon. เอาก็แปะเก็บก็แปะยืนนานได้โซเต้ไหนไหนบ้านทุกเจ้ามีกระตังแปะเนี่ยนานได้ลื้อโซ่ทุกครั้งมีกระตังนานได้ลื้อโซ่เป็นยังไงนะวันนี้นายก็มีเนี่ยเจ้าเธอได้เจ้าเธอได้แปะเลยกันนี่จะแก้เอาไหมนานต้องใช้โอ้ยมันมาแบบพี่ดง Wow. Oh my God. And this is the thick stomach. Oh, it's yummy. Already. I can't wait to taste this. He's very skillful. Chef. Hello. Tầm mì đồ nó mở nằm 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 tầm hết tầm hoàn hai nó còn là trăm hộp ạ. แล้วลูกออกนี้ลูกใส่ลูกพ่อเลยเมื่อวิดีโอยังนี่คือถ้านี่คือเฮาถ้ามีกันตั้งเดือดก็ครองมันตะม้อนตามันน้อยลองซึ่งสังเกตแต่มีในขนมก็จะมีกันที่เรียกจะสำเร็จมีอาเซนซิสบุตรเฮียนุสลานี่คือฮาสลายกินเป็ดเนื้อจะเป็ดทุ่มเป็ดทุ่มมันน้อยมากรอยบังเฮียฮางแต่มีตะมุ้ยฮางคนนั่นคือเฮียมีกันตั้ง This is called in Cambodian mee kentang. It is beautiful. It's in fact fried noodle, flat noodle. You can see this flat noodle. It's made from rice powder, flour. Let me taste this. And, very yummy. This is the stomach, pig stomach. Try now. Try now. Không ta đi không? This is a chili paste. Mà phải lâm bé ngày muốn ngon bằng muối. Ở đấy ban ra nó bị dây ban rồi. Ban cái nhỏ chay thì nấu lên là nát. Nó nhỏ nào là tới. Mà. Ô còn là chay nấu cái tiết đó. Và thưa nó sẽ cam hiệp sẽ cung tiết. Làm đi tao thử hợp băng nó thôi nhá. Tới hả? Ồ. Bạn đáo chay nói đó nẹp tông mê rô có tiết. Có chất lo. Trong xong chơi mà bần nập nhiều mong bình mọi mà lên xong chơi mà hộp hàng hay xanh mên. Thế một chan mắn nữa.
Ông chan mà. This this $3 $3. Em mà hay bị cứ một chan mà mới đi còn real. But there is a specialty which costs less than $4. Mm. Okay. Mm. พวกนี้พลายอ่าหมายนี่เอาแกะเปิดอ๋อนั่งเธอมาย่อนั่งคือมันเป็นพวกชูยังทอมน้าเนี่ยพลื้อหมายมาพบพวกชูนั่งไงมาเยอะจังนั่งคลานเนี่ยมันอยู่พวกทอมน้าคลายจะ nó ngay bắn không bị phải lỡ bà lỡ hình so tập bé học nó liền phư Anh thơ đi bỏ lại với sân này, thế này. Còn phải à? Công tinh à? Công tinh của món này. Wow, mẹ. Cái gì có bé chút. Mới có bé chút bật này, mình không chịu. Mình hết mình là cái này không chịu bé chút bật phòng này. Vẫn là tôi giờ bé chút phòng này. Còn bị tìm ra tôi có lòng khoa năm đại hai người chàng trai đọc tập lươn nè bằng hàng héo héo dụng những cái chất từ bò cuộn bò cuộn chất nóng cao đây đó nóng độ cao dụng dụng con hố này con hố con đâu ngon rồi lấy con đang ót con đang sọc rắn ấy con hố này chú làm tay không ตอนโยนะจะนะฟรีเด้อเดี๋ยวตามตะไลย้อยไปสิดาเด้อ2000ให้สมมุติอ่ะดังต่อไปโหลดเรือโหลดแล้วนั่นมันลักษณะ2000บ่บ่บ่แล้วก็ท่องได้2000บ่บ่บ่แล้วก็โหลดตั้ง81 ไปมวยนำปอนไปมวยไข่มวยห้างมีกระตังจำนำโอ้ลอยอ่ะกลางนั่งกลางนั่งไหนนั่งตามบ้านนั่งเบอร์กระดาษกระดาษอ้อมตาบ่ฮอกอ่ะลองไหนนั่งนั่งไปมาได้ครับทรงไปแปดแสนแปดบุ้มนั่งเป็นยุติจับตึงมากระจับนี่มีหุบไงโอ้ยไง cái chậm chạy cái này mà của ta còn đang mặt chậm mán năm bài gì nữa à mặt cái chậm đó nắng nghe trăm rồi ba rồi buôn rồi năm mươi mai còn bài tiếng còn chạy đó rồi ông chạy đi trăm trăm rìa ba trăm rìa trăm ấy đấy trăm rìa ป้าจบ500
500 lui khmai chúng ta nóng chai mà đi kia đi ông đúng rồi nhôm chân nam nhôm hút bò nó sọc nhôm nó tập pika hàm xe này bò mà trắng